Thông báo. Ngày 1 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký ban hành chỉ thị số 10 về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ với các nội dung chính như sau. 1. Tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ đến 0 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021. 2. Tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau. A. À, người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ tuyệt đối không được tự ý di chuyển ra khỏi thành phố cho đến khi hết thực hiện giãn cách xã hội, trừ trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép. B. Thực hiện triệt để các quy định về giãn cách xã hội, nhất là giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, không tụ tập đông người hạn chế tối đa việc di chuyển từ khu dân cư tổ dân phố ấp khu vực phường xã thị trấn quận quyện này sang khu dân cư tổ dân phố ấp khu vực phường xã thị trấn quận quyện khác người dân ở yên tại chỗ không ra khỏi nơi cư trú nếu không có việc thực sự cần thiết c cấm các phương tiện giao thông bao gồm người điều khiển và người đi cùng trên phương tiện từ các tỉnh thành phố khác vào thành phố cần thơ trừ các trường hợp sau chở người dân đến các cơ sở khám chữa bệnh để cấp cứu người đi thực hiện nhiệm vụ công vụ và lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, bao gồm phương tiện vận chuyển dụng cụ, thiết bị, hàng hóa, nhân sự phục vụ công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. D. Việc vận chuyển hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện theo công văn số 3032 UBNDKT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng chống dịch bệnh và bảo đảm hoạt động vận chuyển lưu thông phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. D. Mỗi hộ gia đình chỉ cử một người đại diện đi mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu theo nguyên tắc không quá 3 lần một tuần ở trong phạm vi phường xã thị trấn đang cư trú. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường xã thị trấn hướng dẫn cụ thể quy định này và phát phiếu mua hàng hóa theo hộ gia đình, chia khung giờ đi mua để giảm thiểu tối đa mật độ tiếp xúc giữa người với người, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. E. Các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện nước, nhiên liệu. Ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính diễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động với một số yêu cầu sau. Chỉ cho phép triển khai thi công đối với công trình giao thông xây dựng quan trọng thật sự cấp bách và đảm bảo thực hiện phương án vừa cách ly vừa thi công với yêu cầu ba tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ. Ngân hàng, kho bạc, công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch, bảo đảm, chứng khoán, bưu chính diễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa và các đơn vị đang được phép hoạt động, chỉ duy trì hoạt động với công suất tối thiểu để cung ứng kịp thời các dịch vụ cần thiết, bố trí nhân sự luân phiên làm việc trực tiếp, bảo đảm thực hiện nghiêm, giãn cách khuyến khích các đơn vị áp dụng phương thức 3 tại chỗ để phòng tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan. Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải tạm dừng hoạt động. G. Người đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác, trừ trường hợp cấp cứu y tế và các tình huống khẩn cấp khác. H. Người trong khu vực đang phong tỏa thực hiện nghiêm nguyên tắc nội bất xuất ngoài bất nhập, thực hiện triệt để người cách ly với người gia đình cách ly với gia đình, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Chỉ được phép ra khỏi nơi cư trú khi có yêu cầu cấp cứu y tế, đi tiêm vaccine phòng COVID-19, mua nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng bình ổn giá trong khu phong tỏa, sử dụng phiếu mua hàng quá do Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp, đi tối đa không quá 2 lần một tuần. Người đi thực thi công vụ và các tình huống khẩn cấp khác. Đối với một số khu vực có nguy cơ rất cao, thì từng hộ dân chỉ ở tại nơi cư trú, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nơi cư trú của người dân. Trong điều kiện phòng chống dịch cấp bách do biến thể Delta diễn biến rất nhanh, rất nguy hiểm, trong khi đó thành phố còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo, nhưng với tinh thần bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, xóm ấp, khu phố là một pháo đài chống dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi nhân dân thành phố, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh phát huy tinh thần đại đoàn kết tự lực tự cường chia sẻ ủng hộ hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội với tinh thần ai ở đâu ở đấy và thực hiện nghiêm 5 k việc thực hiện giãn cách xã hội không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung